Anh đã quay trở lại với kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương và một lần nữa DB Gotik KM350 Pro lại lên đường phục vụ các bác anh em. Em cũng đã thông báo cho anh em rất nhiều lần ở những video trước đó rồi, một trong những dòng sản phẩm hay nhất tại thị trường âm thanh Việt Nam. Nếu như là những cái dòng vang cơ đại số thì không thể thiếu được sự góp mặt của DB KM350 Pro trong khoa tân hình nữa. Và hôm nay thì có một anh trai từ Linh Bình cũng đã đặt hàng tại cửa hàng Tùng Audio, đó là mẫu sản phẩm DB KM350, cũng có một người thân giới thiệu cho anh đến cửa hàng nhà em. Chắc hẳn là những người thân mà đã giới thiệu cho anh cũng đã biết đến cửa hàng Tùng Audio, cũng đã từng mua thiết bị bên em rồi. Một trong những địa chỉ khá là uy tín để các bác và anh em có thể mua thiết bị âm thanh với giá tiền làm sao nó phù hợp với túi tiền các bác anh em nhất. Và cũng đã giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm vang cơ lai số rất là hay trên thị trường, đó chính xác là em DB KM350 phiên bản mới nhất và là dòng vang cơ lai số hiện đại nhất thời điểm hiện tại rồi. Và với phiên bản phay nhôm màu đen rất là dễ phối đồ cộng với lại mặt màn hình nét đẹp mắt ở chính giữa và cũng đã được thay đổi thiết kế từ các phím chức năng cũng như là thêm một nút để các bác và em có thể căn chỉnh thêm tính năng gì vật tách rời. Với DB Gotik KM350 phiên bản phay nhôm màu đen, các giải tính năng thì nó sẽ nằm chọn ở bên góc tay trái nha các bác nhé, bao gồm giải Echo EQ, có giải bass mic chép, có phần delay repeat reverb time, có thêm các giải chi tiết từ 57 cho đến tận 12kHz để các bác tùy chỉnh với chất lượng thanh mic. Và có thêm một nút nữa khá là hay, đó là cái nút mode ở đây. Cái nút này thì anh em có thể vừa có thể lưu lại những cái mode các bác đã chỉnh này và vừa có thể trải nghiệm 16 mode đã được cài ở trên mẫu sản phẩm KM350. Đấy, rất thuận lợi cho anh em người tiêu dùng. Chúng ta nếu như chúng ta không biết cách căn chỉnh thì chúng ta có thể sử dụng các cái mode đã được cài sẵn để chúng ta trải nghiệm. Xem mode nào hay các bác để lại cho em, ấn cho em nút mode để chuyển qua 16 mode nha. Và với mặt màn hình các bác nhìn thì đẹp hơn so với tất cả những cái dòng vang cơ lai số của DB. Với tông màu mạnh mẽ này, cộng thêm giải volume đèn nét khi mà chúng ta lấy tín hiệu nhạc hay là chúng ta alo tiếng mic vào, nó cũng sẽ có cái giải đèn mưa khá là đẹp mắt cho các bác. Và mẫu này thì đương nhiên rồi, có điều khiển remote cho anh em thao tác đơn giản. Anh em nhớ chuyển cộng cho em các đường lấy nhạc của DB thì bao gồm cổng cắm USB, Bluetooth, cổng quang, đường dây tín hiệu trắng đỏ mặt sau, có thêm FB chống hú để giúp đỡ cho anh em ghép vào với âm ly, tăng khả năng chống cao nhất của mẫu sản phẩm DB KM350. Và thêm chức năng của giải nhạc nữa, anh em có thể căn chỉnh giải bass mic chép ở phần nhạc. Các bác anh em vừa muốn nghe nhạc tốt, vừa muốn hát echo tốt thì đừng nên bỏ qua DB Gotik KM350 nhá. Và cái điểm hay nhất của DB đó chính là bốn phím chức năng tách rời: âm lượng tổng, âm lượng mic, âm lượng tổng echo, âm lượng tổng reverb. Các bác có thể hát reverb, các bác cũng có thể chơi echo riêng. Đấy, chúng ta chỉ cần vặn nhỏ những cái phím này thôi để chúng ta chơi một chế độ riêng nhất định cho các anh em. Và sau thì đầy đủ các đường kết nối lấy nhạc rồi, cũng như đường kết nối xuống cục đẩy hay là âm mi. Có rất nhiều tem KC kiểm định của nhà máy nữa. Và hai sản phẩm chính hãng thì không thể thiếu được. Đầu tiên đó là phần logo thương hiệu này, chữ D mới các anh em. Đây là phiên bản mới của DB và có mã QR cho các bác anh em kiểm tra hàng, check hàng. Và em cũng cam kết đảm bảo cho anh em đây là dòng sản phẩm chính hãng của nhà phân phối DB. Bây giờ em sẽ cùng các bác anh em trải nghiệm cho anh Hiển đến từ Linh Bình cũng như anh em đang có ý định mua vang cơ lai số DB KM350. Đầu tiên thì cùng em cùng nghe một chút nhạc của DB KM350 Pro nhá. Chất lượng âm thanh của nhạc của DB Gotik KM350 rồi, các bác đánh giá sao ạ? Tiếng nhạc ra thấy là ổn định đấy chứ các bác. Chúng ta có thể vừa có thể nghe nhạc với vang cơ lai số DB Gotik KM350 này, vừa có thể hát karaoke gia đình mượt mà nhất. Bây giờ em sẽ cùng các bác anh em thử trải nghiệm tiếng chất lượng âm thanh của dòng DB KM350. Em test cho các bác anh em tính năng echo, test cho các bác anh em khả năng chống ngủ của một sản phẩm cao cấp nhất thời điểm hiện tại xem nó như thế nào các nhá. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ok, không biết anh em có nghe rõ không, nhưng là em thấy echo của em nó ra là rất là hợp lý rồi các bạn ạ. Từ giải echo tốt này, tiếng thoát ra đều và nghe nó có hiện tượng rất là sáng tiếng nữa. Khi các bác em sử dụng con vang cơ lai số KM350 sẽ thấy tính chất lượng âm thanh nó rất tuyệt vời. Và thêm cho nó đó là tính năng reverb để hỗ trợ cho những anh em mà có chất giọng tốt hơn.
chúng ta sử dụng với DB Acoustic K1330 để tăng chất lượng âm thanh, giảm phóng hát tơ đình. Và em đã test trực tiếp cho anh em khả năng chống ú rồi. Với DB K1330 thì anh em hoàn toàn có thể tin tưởng về khả năng chống ú tốt của em này. Và một dòng sản phẩm vang cư lai số sẽ đem đến cho các bác và anh em, thứ nhất là chuyên nghiệp hơn, thứ hai là chất âm ổn định hơn, và thứ ba nữa là chúng ta sử dụng rất là dễ dàng và thao tác trực tiếp ở trên thân máy thôi. Và nếu như anh em nào đang có nhu cầu với DB Acoustic K1330 thì dù anh em khách hàng đã đặt hàng tại cửa hàng Tùng Audio thì ngay bây giờ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên Tùng, chỉ còn một vài bộ nữa thôi, bên em bán ra thị trường với mức giá là hợp lý cho anh em. Liên hệ trực tiếp ngay số điện thoại 0979629336 để có ngay mức giá tốt nhất và chuẩn nhất của mẫu sản phẩm DB K1330 Pro tại cửa hàng Tùng Audio nhé. Xin chào.